là nhiều lắm rồi, nữa là tiền tiền đâu mua ăn. Ô con này chắc cũng khoảng 600 gram mà nha. Nè, tính cái tay mình như thế này mà không lương như thế này nè. Nè. Đúng rồi, coi cái mặt nó kìa bự. Kìa không? Cái lương con lương bự bằng cái mặt luôn ta. Tầng có 3 cái lưỡi nè. Con cá này nó rút luôn 2 cái lưỡi luôn. Cứ bỏ thử đi, không dính thôi. Bỏ vô, không dính. Ơi, trời ơi, dính con này con nè. Trời ơi, trời ơi. Một con nè, em một cái chùm cá luôn, 3 lưỡi. Đây nè, quay đó. 3 lưỡi dính 3 con. Xin chào mọi người trở lại với kênh YouTube của Phong ha. Thì hôm nay nhóm mình lại tiếp tục đi câu cá tiếp ở trên cái hồ lớn này. Hôm nay thì đi cũng tầm 3 giờ mấy nhưng mà nắng khá là gắt nha mọi người. Đó, nắng gắt. Bên kia là cái trường tiểu học. Ở ngoài cái trường mẫu giáo rất là đẹp. Nè, một lưỡi nè. Còn đó là cái trường tiểu học, đó là trường trung học cơ sở. Kia là cái Việt Tiến. Đây là cái hồ mình hay câu. Hôm nay thì nắng quá nên mình giờ qua đây câu. Cái chỗ này câu cũng khá lý tưởng, không ngày câu cũng có cá khá là nhiều. Bên kia là cái anh kia đang chạy. Đây, lưỡi á. Anh kia anh chạy cũng hơi bị đẹp á. Bốn lưỡi. Ủa, bốn lưỡi hả? Bên này hả? Mình chưa gắn chưa hả? Gắn rồi. Đây là Khanh là đội trưởng bên kỹ thuật. Thì, lưỡi. Ta là đội chống gửi gối hả? Mày là đội chống. Mày là chống tham ôi. Rồi gọi gói nữa hả? Nè, Khanh là nó chuyên gia, nó nghiên cứu và nó chế những cái lưỡi câu hai lưỡi, bốn lưỡi, ba lưỡi. Ở ngoài là nó chế á, chứ mình không có mua về cái bắt đầu nó chế cái hai lưỡi, bốn lưỡi. Nhưng mà nay bỏ bây giờ bốn lưỡi. Là bốn lưỡi gói quá hả? Vừa hổm nó chế bốn lưỡi mà giờ nay câu gói quá, nay câu lần đầu. Rồi bên kia anh kia chạy kìa. Ông kia cũng chạy đẹp dữ dằn luôn. Quá trời. Đó, nãy giờ câu được nhiêu đây nè. Đây nè mọi người, hiện tại Điền Khanh đã thiết kế cho mình một cái cần có 3 cái lưỡi nè. Ngọn cá này nó quất đun 2 cái lưỡi luôn. Thấy ghê không? Đó, 3 lưỡi mà nó ăn hết 2 lưỡi rồi. Thấy ghê thiệt, chỗ dãy ghê quá. Nè, ăn hết 2 lưỡi nè, 1 lưỡi nè. Quá trời, không biết sao mà ăn được 3 cái lưỡi. Vì cái lưỡi này là cái lưỡi mình tự thiết kế nên nó sẽ có một chút hơi lạ, nó sẽ hay bị gói cái này nè. Đó, nó sẽ quấn lại, chịu khó tách ra một chút xíu. Sau đó mình thả xuống câu. Đó, chịu khó chỉnh lên chút. Vậy. Gì vậy? Mấy con cái bao nó mới có nghĩa à, lỏ đi quá nhóc rồi. Trời ơi, giật kìa bạc. Xuống nè. Đây mọi người dính được một con trong bằng cái lưỡi cái cần ba lưỡi con Khanh làm nè. Còn con này nó cũng khá là bự á. Nhưng mà chắc chưa bự nhất trong ngày hôm nay đâu. Khanh nó sẽ làm con nửa ký cho mọi người. Đó, ba lưỡi này nó làm là chế chứ không phải mua. Ba lưỡi. Đây. Bóc phét. Nó bóc phét gì lắm. Ừ. Móc phết nó bị phải không? Đó mọi người. Lại nay bữa nay là Lan câu được 2 con nữa. Mình ba lựa ba một cái cần mình ba lưỡi nhưng mà vẫn chưa được câu được cặp có 2 con đôi. Đây là Lan người đầu tiên cân coi được 2 con cá lượt luôn. Khanh, em câu dính 2 con chứ Khanh. Trời ơi. Chắc chưa. Em làm sao qua được chị? Trời, câu lần cặp đó rồi. Cặp là một cái hơi nhỏ nhưng mà cái okay. Này hơi nhỏ nha. Mà ít khi nào câu được cặp một chút xíu nữa mình sẽ câu cặp trà bá lửa. Câu được cặp hay à? Nè, đi câu cho một con nè. Cá luôn rồi. Sập cái gì rồi? Sập rồi. Sao sập rồi? Ai biết. Ê, ngồi bớt cái chân. Tại nó nặng quá đó. Nặng. Ồ, quá nặng quá hả? Trời ơi. Nó nặng quá trời luôn. Chắc nửa ký luôn trời. Lấy cây ra Khanh. Ê, hồi bớt cái cây nó bỏ vô thử rồi, cái cây đó người ta nó bỏ lá vô cái mà dinh vô nhiều quá. Quá thì cá rồi, nửa kg. Mi nè, được nè. Cây này nè, hồi bắt bóc 2-3 đợt thì bỏ vô thử coi.
Ừ, bỏ đi. Thì bỏ vô luôn đi, mày bỏ vô luôn đi. Màu quá. Thì cứ bỏ luôn nào, không dính định. Ừ, cứ bỏ thử đi, không dính thôi. Mà bỏ vô không dính rồi, không dính cá kia luôn, cái rồi giục luôn. Đâu gì ghê mày. Thôi quăng gần gần cái này thôi, quăng ngoài cũng được. Ngắt một hai lá thôi. Ngắt cái lá, ngắt cái lá. Giọt vô trong cái lỗ đó. Giọt vô cái lỗ. Ê, ê, cắt ngắt cái lá thôi, để hồi có cái cạnh nó dướng. Ngắt cái lá thôi. Để có gì dễ lấy ra. Trời ơi, cá nó ăn bà nội. Bỏ vài lá thôi. Bà lá gì? Rồi. Cá bà nó ăn. Trời ơi, coi nè, bỏ vô cái nè. Ăn vô nó không? Quá trời quá. Trời ơi, một xô cái luôn. Bà lá ăn luôn rồi. Trời ơi, má ơi, dính gì tùm lum vậy. Bắt quái hơn, hơn mì dở hơn. Mì dở hay quá. Thôi dở một cái. Phi lai nè mọi người. Hẹn cái tay Khánh. Trời ơi, trời ơi, kìa. Trời còn mà dính được con cá thì chút ép kìa. Nhỏ nhất trong ngày hôm nay luôn. Mưa thôi dở đi mọi người, mưa. Mưa là mưa nè, mưa con cá nhỏ nhất rồi, trong ngày hôm nay. Dở đi mày. Vô, nè, nửa ký nữa rồi. Hồi nãy mới đi hiểu hả anh em? Không. Mày uống đi. Đưa cái bịch chung nha. Con mi nó gỡ lần hai coi sao. Trời ơi, thiệt luôn. Á mi hên chạy. Cái kia nãy là để lâu hơn mà. Để xuống mi. Mập thiệt. Không, bỏ lá nó mới vô nè. Thôi, cái sao đừng có lấy gì đã thấy rồi nó. Bỏ lá cậy, làm như cái ổ vậy đó. Cái mượn mượn thơm nha. À. Như cái ổ cá gì đó. Ê, để một hồi tự em quăng thử coi, giục xíu thôi đúng không? À, giục xíu thôi à, chứ đâu có gì đâu. Cái này giống như cái ổ cá chứ gì. Ủa sao cái này nó cái thấy nó thòng dưới người ta, bình thường nó đâu thòng dưới hả? Ai biết gì. Bình thường nhá. Nó bị chinh này nè. Nè thấy chưa? Hà à, đây nó cao, bên đây nó không cao nè. Hàng chi? Nó bị chinh. Không không, nó bị chinh rồi. Bình thường là nó đâu có thòng dưới vậy. Cái này người ta lội xuống rồi. Không dính rồi mà ta chưa gỡ. Để giờ coi cái này của nó. Mập ha, cá đã ha. Đây thấy còn thức ăn này cho nên không có gỡ ra, giống như mới nãy bỏ thức ăn uống. Thôi bỏ thêm. Ủa sao không mở đuôi hả? Còn thức ăn nhiều. Thức ăn để hồi đặt tiếp. Để đặt mình để chút xíu nữa được rồi. Nó chưa ăn hết thức ăn mà. Thức ăn no rồi. Bỏ thêm nắm thức ăn nữa. Bỏ lá vô làm như cái ổ cá vậy. Anh Thanh có lấy cái bịch không? Cá nhỏ nè. Đây cái chiều đặt nhiều lắm. Trời, 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 có đang cái lưỡi câu rồi nha. Không, dít, không, dít không đem cái gió này. Kìa, coi kìa. Cá nó kéo cái gần câu. Đó, thấy chưa? Nãy giờ mình chưa gỡ mà để dưới nó cắn xuống dưới. Bỏ thêm miếng thức ăn không đi. Thôi, nhiều lắm nè. Nó xỉu rồi. Nhiều lắm rồi. Bây giờ nó tan lạc rồi, nó đâu ra. Để nó bỏ miếng thức ăn ra đó. Bỏ thêm miếng nữa đi. Lá như là cái ổ vậy đó. Rồi. Quăng mạnh mạnh á. Cầm cái đuôi nè. Để quăng bay xuống dưới luôn nha. Hai con nè. Ơi, trời ơi, dính được hai con nè. Thất bại. Trời ơi trời, mình cũng dính được hai con, ba lưỡi hai con. Thất bại toàn đập. Vậy là nãy giờ mình bỏ một con, dính một con nữa Khanh. Thất bại toàn đập rồi My ơi. Trời ơi, xa xa My ơi. Xa xa hả? Ôi, cái đó nó bị sao? Rồi, nó bị gãy rồi. Trời ơi là trời. Chị ai đạp rồi. Sao xa đổ rồi. Chắc là lội xuống ta đạp á. Một hai. Cầm dây buông về. Ừ. Cái đó lội xuống bị đạp với My ơi. Gì vậy? Thế rồi, sao nó bị nghiêng có một cái để gọi nó chọc đầu rồi. Ê, chổng rồi chổng. Về cái mập. Con bà kiều cái chơi cái mập. Hiện tại là 4:30 mà trời, mọi người thấy không? Chắc cũng chuyển 10 giờ đang thu hết trơn. Dục xuống rồi, dục. Nước mà nó đông vậy nè. Gió nè. Nước nó đông vậy chắc là nay chắc có thể là về sớm. Nay mà được mớ cá ngon nè. My nó dở hai phát cũng được hai phát cá. Mình còn phát nữa dở bên kia. Dính vậy không? Trời hôm nay đen thui. Đây bây giờ hiện tại là Lan đang câu hai cần nè. Một cần ba lưỡi với một cần hai lưỡi. Đó. Kìa nhấp kìa Lan Lan. Dạ. Trời ơi trời ơi trời ơi. Trời ơi. Ba con luôn kìa. Rồi vô 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 vô. Trời ơi rớt bây giờ. Trời ơi dính ba con luôn. Trời ơi bốn con quá luôn. Trời rồi, quá trời. Qua đây nè, đó bốn con luôn á. Quá trời rồi. Trời coi nè, coi nè. Nè. Một con nè, nè một cái chùm cá luôn, ba ghê, lưỡi. Thiệt. Đây nè, quay quay đó. Ghê thiệt, ghê thiệt. Ba lưỡi dính ba con luôn á mọi người. Đây nè. Cầm lên cho dễ thấy. Trời ơi kinh không? Thêm thành thêm. Đó, với một con đây nữa là bốn con luôn nè. Đó. Một chùm. Đó, cái đây ba nè bố. Thấy ghê chưa? Kinh khủng. Gỡ ra đi.
bỏ xuống cả từ từ không? Đây đây cầm cho. Được không? Được không? Trời ơi ghê thiệt luôn á. Lần đầu tiên mà một cần ba lưỡi mà ba lưỡi dính được ba con luôn. Sư phụ. Sư phụ ghê luôn, Khánh nó nể luôn kìa, nhìn mặt nó nể kìa. Phải bán, tao là sư phụ. Có kìa, ba con nè. Đó được rồi coi. Kinh thiệt rồi. Luôn á. Trời ơi má ơi, một lưỡi luôn. Ba lưỡi, ba con một cần. Kinh thiệt chứ. Nãy Khánh nó nể nó hết nói lại luôn. Khánh chỉ biết cầm nín. Chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc. Dạ. Chị ở đó khóc đi. Ghê thiệt đúng trời. Kinh thiệt. Ê nè mọi người, đây là lần đầu tiên mình câu được hai con. Hổm ngày là toàn là của con Khanh câu với lại con Lan câu à. Đó, mà bữa nay mình mới gắn cái cần ba lưỡi thôi. Đó. Hổm ngày là Lan với con Khanh câu nhiều, nay tới mình. Ngon cơm chưa? Nay anh tôi ké. Ké hả? Ké hai con. Ké hai con. Ngon cơm hai con một lượt luôn mọi người. Rồi gửi thôi. Trước đợt trước Lan câu là tao nói mày hai con liên tục luôn. Con cá ở bờ quỷ không à. Kìa. Gặp ai rồi kìa. Ngon cơm. Bình minh sáng tươi. Cho tao biết mở cái fan. Tưởng ba câu với nó thì có kêu bình minh sáng tươi. Cà cà gì đó, chạy cá nó sung mình cũng hút nè. Hồi nãy anh dở quá trời bên này nè. Đang câu bên cửa ảnh mà bên đây thấy dở nhiều quá, qua nhiều chuyện. Trời ơi. Quá trời, nhìn con lươn kìa. Đâu? Ồ má quá. Ơi, con lươn nó bự nè. Con lươn này chắc bự sát sát vô trong này rồi đã đi. Con này nó siêu bự nha. Còn có tiền không á. Con này là hơi bị nhiều, con này chắc 200 mấy 300 á. Ừ. Cái này cái gì vậy? Cái mày dinh. Nói chung con này nó... Sao giống cái lưng vậy? Con lưng này nó bớt lành nè. Nó bị yếu rồi này, chắc nó dính làm bụng. Nó hết lành. Ừ, con này dính rồi. Rồi, chắc là tối dính rồi tối, giờ ừ. Yếu rồi. Con này nó hết tươi rồi. Ngon rồi. Ngon rồi, con này là ừ. Mấy trăm ngàn á. Bây giờ lương nó dưới quê mắc lắm á mọi người. Lương này là 300 một ký. Bao nhiêu? 300 một ký hả? Ừ. Mà lương này lương bự đó nha, lương kia là lương nhỏ đó, lương này lương bự thì không biết bao nhiêu ký á. Thì 300 là hết ga rồi, đâu nữa. 300 là nhiều lắm rồi, nữa là tiền đâu là... mua ăn. Ồ con này chắc cũng khoảng 600 gram mà nha. Nè tính cái tay mình như thế này mà không lương lắm như thế luôn này nè. Đúng rồi, có cái mặt nó kìa bự. Kìa không? Cái lương, con lương bự bằng cái mặt luôn. Nhưng mà quay lên đây nhớ xíu mà quay gần nè. Quay gần. Có quay gì nè, mà để vô cái mặt á, hoặc là vô cái tay. Ừ. Thì nó mới thấy nó, được. Nó, nó. Thấy chưa? Thấy chưa? Bự ghê hồn luôn á. Con này là mắc tiền lắm rồi. Tiền á, có tiền không? Hết hồn chưa? Con này về bán cho anh ơi. Bán đi anh ơi. Con này ăn. Là 200-300 á. Ừ, mình ăn mình uống lắm. Mình uống lắm. Mình mua cái khác ăn lại. Mua thịt bò ăn lại anh ơi. Ừ. Mua được 2 kg thịt bò. Mua Phật. Ngon quá trời luôn. Ngon nha, hết hồ buồn thiệt chứ. Trời này nước lớn gì trời. Lớn. Trời coi lắm. Anh đặt anh dở dễ quá, anh thấy anh Nguyên anh lội xuống, anh hộp xuống mà khâu là được cả nửa tiếng hồ mới lên lấy được. Không quen. Làm lâu quá trời luôn.